Theo hãng tin Yonhap, ngày 11 tháng 5, giới chức thành phố Seoul cho biết sẽ thử nghiệm mô hình taxi bay kết nối các quận Yeouido và Jamsi trong năm tới. Đây là một phần thuộc dự án thương mại hóa các phương tiện mới trong môi trường đô thị đến năm 2025. Taxi bay, còn gọi là phương tiện bay trong môi trường đô thị UAM, sẽ sử dụng máy bay tự động hóa cao vận chuyển hành khách hoặc hàng hóa ở độ cao thấp xung quanh vùng ngoại ô và đô thị. Quá trình vận hành phương tiện này không cần đến đường băng. Chính quyền thành phố Seoul cho biết sẽ phối hợp cùng Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc tiến hành hai giai đoạn xác minh và đảm bảo an toàn dự án vào nửa cuối năm nay. Trong đó, thành phố sẽ chịu trách nhiệm lựa chọn công ty vận hành trong giai đoạn 1. Những vấn đề khác như lộ trình chuyến bay, quy định về an toàn phương tiện, mạng lưới kết nối đường bay, ô nhiễm tiếng ồn dự kiến sẽ kiểm tra trong giai đoạn 2. Một số đường bay đã được lựa chọn để thử nghiệm giai đoạn 2, bao gồm tuyến đường dài 18 km nối sân bay quốc tế Gimpo với quận phía tây Yeouido, đường bay dài 8 km giữa các quận phía đông Jamsi và Suseo thuộc Seoul, hay hai tuyến đường tại các tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon phía tây Seoul. Thành phố Seoul cũng đang trong quá trình tìm kiếm các địa điểm xây dựng nơi cất cánh và hạ cánh các phương tiện UAM, đồng thời có ý định công bố kế hoạch phát triển UAM cuối năm nay, nêu rõ các mục tiêu phát triển phương tiện UAM trong trung và dài hạn. Hàn Quốc đang có tham vọng chính thức đưa taxi bay vào hoạt động tại các khu vực đô thị trong năm 2025. Trước đó, ngày 14 tháng 9 năm 2022, Hiệp hội Vận tải Hàng không Đô thị Hàn Quốc KUAM đã ký thỏa thuận đối tác với chính quyền tỉnh Jeju để khởi động chương trình thử nghiệm taxi bay trên hòn đảo nghỉ mát phía nam Hàn Quốc này vào năm 2025.